Tuổi già chỉ cần biết bốn tư thế này sướng gấp 10 lần. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Tình dục là yếu tố quan trọng của đời sống hôn nhân. Theo quy luật thông thường, tần suất cũng như thời gian quan hệ tình dục của chúng ta thường giảm dần theo thời gian. Nếu như khi còn trẻ, các cặp đôi rất dễ hòa hợp trong chuyện yêu bởi cả hai vẫn còn sung sức. Tuy nhiên, khi đã có tuổi, thì có thể một trong hai người không còn hừng hực lửa yêu nữa và rất khó đáp ứng nhu cầu của bạn tình, nhất là khi nửa kia đòi hỏi nhiều hơn. Các rắc rối có thể phát sinh từ đây và có thể trở thành mối bất hòa trong quan hệ vợ chồng khi ông đòi nhưng bà không cho hoặc ngược lại. Quan hệ tình dục là nhu cầu thiết yếu cần có trong cuộc sống và ở người lớn tuổi vẫn có thể ham muốn tình dục. Ở những độ tuổi khác nhau thì những tư thế quan hệ tình dục tốt nhất cũng khác nhau để có thể mang lại sự thỏa mãn nhất. Điều này liên quan đến sự suy giảm khác nhau của các chức năng cơ thể theo tuổi tác. Vậy nên, tư thế quan hệ tình dục của các cặp vợ chồng 30-40 tuổi sẽ khác hoàn toàn so với các cặp vợ chồng từ 50 tuổi trở lên. Vậy làm cách nào để quan hệ vợ chồng cho người lớn tuổi được hiệu quả nhất và những lợi ích từ việc này là gì? Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị 4 tư thế để tuổi già quan hệ không cảm thấy đau rát mà giúp bạn đời lên đỉnh nhanh hơn gấp 10 lần. Theo nghiên cứu mới đây của Viện Tuổi Già của Trung Quốc, đã đưa ra 4 tư thế tốt nhất dành cho tuổi già trong quan hệ tình dục để có thể sung nhất và thời gian lâu nhất. Trong video hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng phân tích 4 tư thế quan hệ tình dục dành cho tuổi già nói trên quý vị nhé. 1. Tuổi già quan hệ với tư thế úp thìa. Khi chúng ta đã bước vào tuổi trung niên, thì đây là một thời điểm quan trọng bạn cần đặc biệt quan tâm đến xương khớp. Các tư thế cần giảm bớt áp lực trên các khớp xương chính là chìa khóa cho những người bị đau lưng, viêm khớp và các vấn đề khác. Sinh hoạt vợ chồng theo độ tuổi trung niên sẽ ngày càng khó khăn hơn vì nam giới không thể duy trì sự cương cứng. Các đấng mày râu nên sử dụng thêm một chút gel bôi trơn để dễ chịu hơn. Sau đó, cả hai có thể phối hợp nhịp nhàng cùng nhau với tốc độ chậm rãi. Người đàn ông lớn tuổi có nhiều vấn đề hơn với tình trạng đau nhức cơ thể và giảm tính linh hoạt do viêm khớp. Điều này làm cho tư thế úp thìa trở thành một trong những tư thế quan hệ theo độ tuổi phù hợp với tuổi trung niên. Nam giới có thể nằm phía sau nàng với tư thế cả hai đều nằm ở cùng chiều với vị trí ngay bên cạnh nhau và từ từ thâm nhập vào nàng từ phía sau. Trong tư thế âu yếm úp thìa, một đối tác nằm nghiêng một bên với đầu gối cong, trong khi đối tác còn lại cũng nằm với mặt trước của mình áp vào lưng của đối tác. Vị trí âu yếm úp thìa không giới hạn ở hai người. Ở vị trí quan hệ tình dục, đối tác tiếp nhận sẽ ở vị trí thì ở bên trong và người thâm nhập nằm ở vị trí thì bên ngoài để chuẩn bị xâm nhập từ phía sau. Để thâm nhập, các đối tác có thể tách rời phần thân trên của họ chỉ với các xương chậu kết nối và hai chân của họ cũng có thể nằm trên nhau. Đối tác tiếp nhận có thể nâng đầu gối trên để cho phép việc thâm nhập dễ dàng hơn. Vị trí này có thể mang lại cảm giác rất dễ chịu với rất ít đòi hỏi phải có các chuyển động cần thiết. 2. Tuổi già quan hệ với tư thế nhà truyền giáo thắt chặt. Tư thế nhà truyền giáo thắt chặt trong tiếng Anh được gọi là missionary position. Đây là một hình thức quan hệ tình dục cho nam và nữ căn bản nhất mà hầu như cặp đôi nào cũng có thể dễ dàng thực hiện. Một khảo sát cho biết tỷ lệ những cặp đôi lựa chọn tư thế truyền giáo khi quan hệ tình dục lên tới 80%. Trong đó, tư thế truyền thống chiếm đến 65% số lần được các cặp tình nhân ưu ái thực hiện khi bắt đầu giao hoan. Tư thế truyền giáo là một trong những cách quan hệ dễ nhất. Khi làm tình, đàn ông và phụ nữ sẽ đối mặt ở cự ly gần với nhau. Trong lúc đó, phái nữ sẽ nằm ngửa trên giường, dang rộng hai chân, sẵn sàng đón chờ. Còn người nam có thể ngồi đối mặt với phái nữ hoặc nằm lên cơ thể. Sau đó, các anh sẽ đưa khẩu súng thâm nhập vào nơi ấy của nàng. Lúc này, đôi chân của chị em sẽ cần dang rộng
mở đường cho các anh khai phá. Hãy điều chỉnh tư thế người đàn ông ở phía trên theo kiểu cổ điển bằng cách để đối tác quấn chân quanh eo của mình. Điều này giúp tạo ra một thế bóp lại chặt chẽ, sẽ giúp giữ cậu bé khỏi trượt ra nếu nam giới gặp khó khăn khi duy trì cương cứng trong thời gian lâu hơn một chút. Phụ nữ lớn tuổi thường đã qua giai đoạn mãn kinh nên cảm giác tình dục không còn sung mãn như hồi trẻ. Đối với nam giới cũng tương tự. Vấn đề tuổi tác khiến khả năng tình dục của nam giới giai đoạn này không được như mong đợi. Tuy nhiên, những thay đổi sinh lý hầu như không cản trở đến sinh hoạt vợ chồng của họ ngay cả khi rất già. Thực tế, nhiều người mặc cảm về tuổi tác, sự hấp dẫn, kích thích không được như xưa khiến các cặp vợ chồng già bị luống cuống khi gặp các tình huống khó xử. Trong trường hợp này, bạn hãy cùng nhau chung sức, đồng lòng vượt qua. Hãy bắt đầu từ những khúc vào đầu bằng những cử chỉ vuốt ve, âu yếm thân mật, dài hơi hơn thời trai trẻ. Sau đó, bạn hãy thử chuyển đổi vị trí giữa hai người và chọn những tư thế đơn giản để dễ dàng giao hợp hơn. 3. Tuổi già quan hệ với tư thế cô gái cao bồi đảo ngược. Tư thế quan hệ nữ cao bồi đảo ngược là một tư thế quan hệ quá nổi tiếng. Tư thế quan hệ này cực kỳ phù hợp nếu bạn thích ở trên anh ấy, nhưng lại muốn tránh ánh nhìn của anh ấy trong suốt thời gian quan hệ. Việc thực hiện tư thế quan hệ này khá dễ dàng. Bạn không cần cơ thể có độ dẻo dai để thực hiện được tư thế quan hệ này. Ở tư thế cao bồi ngược cơ bản, chàng chỉ cần nằm ngửa hướng cậu nhỏ lên trên, còn nàng từ từ hạ xuống và ngồi lên cậu nhỏ của bạn tình để bắt đầu. Bạn nam cũng có thể hỗ trợ bằng những cú hít nhẹ đồng bộ với chuyển động. Đây là một tư thế rất dễ đưa vào cô bé và thực hiện chuyển động lên xuống nhịp nhàng. Nam giới cho phép đối tác dẫn dắt trong khi được nằm dài xuống, tận hưởng một cách thụ động và nhường lại hết mọi di chuyển cho cô ấy. Đây là một vị trí tốt cho những người có tình trạng cao huyết áp vì hoạt động thể chất được giữ ở mức tối thiểu trong khi bạn nằm lại và thư giãn. Hơn nữa, điều này cũng giúp dương vật của nam giới nhanh chóng cương cứng hơn vì phần sức lực còn lại cần tiêu tốn trong hầu hết những chuyển động sẽ ở mức hết sức tối thiểu. Cơ thể của nam giới có khả năng tập trung cao độ vào việc đưa lưu lượng máu đến dương vật chứ không phải dồn sức vào cánh tay khi đang phải tự mình gắng sức như trong tư thế nhà truyền giáo. Phụ nữ có thể sẽ thích được quyền kiểm soát cuộc chơi, đặc biệt là nếu cô ấy bị chứng khô âm đạo, vì cô ấy có thể hoàn toàn kiểm soát tốc độ và tránh những cảm giác ma sát khó chịu. 4. Tuổi già quan hệ với tư thế doggy dang rộng chân. Nam giới có thể quỳ phía sau đối tác trong khi cô ấy đang chống tay vào đầu gối của mình. Hãy giữ cho nàng dang rộng chân và giữ hai chân của chàng ở giữa cô ấy. Điều này giúp nam giới dễ dàng dùng tay kích thích nếu cần thiết và còn giúp dễ cương cứng hơn khi dương vật có vẻ hơi mềm đi. Nếu các đấng mày râu mất đi sự cương cứng, hãy thử sử dụng một hoặc hai ngón tay kẹp dưới dương vật của mình như một loại nẹp. Ngoài ra, nam giới cũng có thể dùng một tay để kích thích chính mình trong khi tiếp tục kích thích đối phương ở những vị trí khác. Nếu bạn đang phải đối mặt với tình trạng đau khớp hoặc viêm khớp, bạn có thể dùng thêm vài cái gối để nâng đỡ. Mặc dù vẫn là doggy, nhưng việc bổ sung thêm gối hoặc đệm để hỗ trợ có thể giúp bạn giảm bớt áp lực tác động trên đầu gối và khớp hông. Nếu bạn muốn quan hệ vợ chồng khi đã ngoài 50, thì chắc chắn sẽ có những lợi ích và mang lại sự khăng khít trong tình cảm vợ chồng hơn. Việc quan hệ tình dục ở người lớn tuổi không chỉ giúp giải tỏa nhu cầu sinh lý mà còn giúp tăng trí nhớ và sự thông minh hơn. Sự ân ái sẽ kích thích mô thần kinh trong vùng não để điều khiển cảm xúc và trí nhớ của chúng ta. Các khảo sát cho thấy những cặp đôi quan hệ thường xuyên thường trẻ trung hơn từ 5 đến 7 tuổi so với người không quan hệ. Việc này xuất phát từ tình yêu thực sự và mang lại niềm vui, thì hormone sẽ được giải phóng khi quan hệ tình dục, làm cho da đàn hồi và trẻ trung hơn. Việc quan hệ tình dục ở tuổi trung niên thường giúp các cặp vợ chồng khăng khít và hạnh phúc hơn cả về đời sống chăn gối lẫn đời sống tinh thần. Nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở người lớn tuổi là vô cùng lớn. Việc quan hệ tình dục một tuần ít nhất 2 lần
giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn người bình thường. Dù bạn đang ở độ tuổi 20, 30, 40, 50, 60, thì quan hệ tình dục vẫn luôn là một trải nghiệm không thể thiếu trong hạnh phúc lứa đôi. Chúng tôi hy vọng với 4 tư thế quan hệ tình dục dành cho tuổi già mà chúng tôi nói ở trên sẽ giúp bạn có thêm những lựa chọn trải nghiệm tình dục phù hợp và thăng hoa hơn. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Chúng tôi chân thành chúc quý vị luôn có cuộc sống tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc và được trải nghiệm trong sự an nhiên và tự tại. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý vị thông qua việc nhấn like và đăng ký kênh miễn phí, giúp chúng tôi có thêm nhiều video thú vị và hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.